Tâm điểm trong ngày thi đấu 12/7 tại Wimbledon là cuộc chiến giữa hai tay vợt trẻ tài năng Carlos Alcaraz và Jose Rune. Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, đã đánh bại đối thủ người Đan Mạch với tỷ số 7-6, 3-6, 4-6, 4 để lọt vào trận bán kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là trận tứ kết Wimbledon đầu tiên kể từ năm 1968, diễn ra giữa hai tay vợt dưới 21 tuổi. Cả hai tay vợt đã mang đến một trận đấu thực sự hấp dẫn và cống hiến cho người hâm mộ tại sân trung tâm. Hai tay vợt đã bám đuổi quyết liệt ngay từ khi bước vào game đầu tiên, không cho đối thủ cơ hội bẻ giao bóng. Set đầu tiên được giải quyết bằng loạt tie break và Alcaraz đã chiến thắng 7-4. Kịch bản set 2 tiếp tục chặt chẽ, nhưng Alcaraz đã bẻ game 9 thành công để tạo ra bước ngoặt thắng 6-4. Trong set 3, Alcaraz bẻ thành công game 5 và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng giành chiến thắng 6-4. Trận đấu kéo dài 2 tiếng 20 phút với những pha đánh bóng hủy diệt. Tuy nhiên, Alcaraz đã nổi bật hơn trong những thời khắc quan trọng và trở thành người trẻ nhất lọt vào vòng bán kết Wimbledon kể từ năm 2007. Alcaraz đầy phấn khích sau chiến thắng. Với chiến thắng thứ 45 ở mùa giải, Carlos Alcaraz đã giành vé vào trận bán kết Wimbledon sau khi đánh bại Jose Rune. Alcaraz thể hiện sự phấn khích và cho biết rằng đây là một giấc mơ từ khi anh bắt đầu chơi quần vợt. Được chơi trận bán kết tại Wimbledon là một thành tựu tuyệt vời đối với anh. Alcaraz tự tin với phong độ xuất sắc của mình và không ngờ rằng anh có thể chơi ở mức đẳng cấp cao như vậy trên sân này. Trận đấu với Rune không dễ dàng, nhưng Alcaraz đã vượt qua sự lo lắng ban đầu và tập trung vào trận đấu. Anh đã chơi tốt và giành chiến thắng, nâng tỷ số đối đầu với Rune lên 2-1. Alcaraz thừa nhận rằng Rune luôn có phong độ tuyệt vời và thách thức, nhưng anh đã tập trung vào cả bản thân và đối thủ để đạt được thành công trong trận đấu này. Tay vợt số 3 thế giới, Daniil Medvedev đã giành chiến thắng đầy khó khăn trước Christopher Eubank để tiến vào bán kết Wimbledon. Sau một trận đấu căng thẳng, Medvedev giành thắng lợi sau 5 set với tỷ số 6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 4-6-1. Christopher Eubank đã tạo sự ngạc nhiên khi loại Stefanos Tsitsipas ở tứ kết và anh suýt tái hiện kỳ tích đó khi đối đầu với hạt giống số 3. Trận đấu diễn ra quyết liệt từ đầu và Medvedev đã giành break trong set đầu tiên để tạo ra bước ngoặt chiến thắng. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian yếu đuối, Medvedev đã lấy lại phong độ và giành thắng lợi chung cuộc, vượt qua Eubank và tiến vào bán kết Wimbledon. Trận đấu giữa Daniil Medvedev và Christopher Eubank tại Wimbledon đã diễn ra căng thẳng và kịch tính. Trong set thứ tư, cả hai tay vợt đã cống hiến những pha bóng đầy quyết liệt và cuối cùng Medvedev đã chiến thắng với tỷ số 7-4 trong loạt tie break. Điều này đã đưa trận đấu vào set thứ năm. Medvedev bắt đầu set cuối cùng một cách mạnh mẽ, gây áp lực lớn lên Eubank và dẫn trước 4-0. Với một màn trình diễn ấn tượng, tay vợt hạt giống số 3 đã giành chiến thắng 6-1, khép lại trận đấu sau 2 giờ 57 phút. Medvedev chia sẻ rằng mặc dù có thời điểm anh mất thế trận và phạm nhiều lỗi, nhưng anh đã cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này.